Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay thì có em Tú ở xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa thì có tới nhà mình lấy một bộ máy chẩn đoán lỗi mô tô Centap phiên bản mới nhất V2.8. Thì đây thì cũng có anh Hồng này, anh Hồng cũng có anh Hiến đang ở đằng sau. Thì anh Hồng và anh Hiến cũng đã mua máy của mình và đã xài được khoảng 3 năm đấy anh nhỉ? 2-3 năm rồi. 3 năm rồi, vâng. Và anh Hồng và anh Hiến thì anh Hiến ở đằng sau. Anh Hồng và anh Hiến thì cũng vừa mới tham gia cái khóa H13 về phân tích thông số hiện hành dữ liệu động cơ ở tại thành phố Thanh Hóa vào ngày 13 tháng 9 năm 2024. Thì anh Hồng và anh Hiến thì cũng đã sử dụng máy của mình được 2 năm rồi. Thì hôm nay anh Hồng và anh Hiến thì cũng chơi với bạn Tú nên là cũng ba anh em đi cùng nhau. Rồi vào đây thì em Tú đang thực hành để lấy một bộ máy chẩn đoán lỗi mô tô Centap phiên bản mới nhất V2.8. Trước đây em Tú cũng đã dùng máy chẩn đoán lỗi mô tô CNCE. Rồi em Tú lại tiếp tục chuyển sang một cái máy của một công ty khác. Rồi cuối cùng bây giờ thì lại quay về mô tô Centap em Tú nhá. Quay về mô tô Centap. Vâng. Cửa hàng em Tú thì cách nhà mình khoảng tầm chắc độ hơn 20 cây, hơn 20 cây số. Thì hôm nay thì em Tú về đây thì thực hành thì mình cũng đã cho em Tú thực hành những cái chức năng như là đọc lỗi khi mà xe báo lỗi, được gọi là lỗi dễ. Rồi đọc mã lỗi khi mà xe không báo mã lỗi, được gọi là lỗi khó. Thì máy chẩn đoán lỗi mô tô Centap phiên bản V2.8 thì cũng đã đều tìm ra các cái nguyên nhân bị lỗi. Rồi mình tiếp tục hướng dẫn cho em Tú là thực hiện cái chức năng Renew ECMID và đọc cái mã ECMID trong ECM để thay đọc mã ECMID trong ECM để thực hiện sử dụng cái mã đấy để bảo lãnh đăng ký của chìa khóa. Rồi hướng dẫn em Tú thay SCU, thay ECM, thực hiện chức năng renew thì đều ok hết. Và bây giờ thì đang thực hiện cái chức năng nạp lại phần mềm tăng giảm tỷ lệ hòa khí cho cái dòng xe phun xăng điện tử của Honda. Cụ thể là chiếc xe đây là chiếc xe AB2018. Vâng, như vậy là những anh em thợ sửa chữa xe máy trên toàn quốc, anh em mà cần có nhu cầu tới tại nhà mình, tại cơ sở mình để thực hành lấy máy giống em Tú thì cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình thì mình sẽ tư vấn cho anh em, và mình có thể là gửi cái định vị theo Zalo và anh em theo cái định vị Google là anh em có thể là tới tại nhà mình để anh em thực hành để lấy máy. Nhà mình thì có đầy đủ các cái dòng xe để cho anh em thực hành, như là xe đời mới này, xe đời cũ đường sau kia thì cũng rất nhiều dòng xe, thì thoải mái anh em thực hành luôn anh em nhá. Đường thì tới nhà mình thì thuận tiện, đường xá, đi đường to, đi ô tô ok, đi ok hết anh em nhá. Nên anh em không lo ở chỗ về cái đường đi anh em nhá. Vâng. Thì mình xin cảm ơn em Tú em nhá. Chúc em là sử dụng máy là càng ngày càng phát triển và chúc em là mọi điều tốt đẹp nhất. Rồi, cảm ơn anh Xuân nhá. Cảm ơn anh đã hướng dẫn cho em thao tác và thực hành trên máy mô tô Centap. Rồi ok. Cảm ơn em. Đấy, cảm ơn anh Hồng nhá. Anh Hồng cách đây sử dụng cách đây nhiều lắm rồi. Anh có đánh giá một chút về cái chức năng của máy khi mà anh sử dụng cách được 2 năm rồi không? Đánh giá một chút các cái chức năng cao cấp của máy. Mình sử dụng máy Moto Centap năm nay là được 2 năm. Nhưng công ty DTNI mỗi lần mà nâng cấp lên thì dùng là rất sướng và rất dễ sử dụng. Vâng. Anh cho em hỏi là mỗi lần mà nâng cấp lên từ ngày nay là em bán máy cho anh phải nâng cấp tới gần chục lần rồi. Và em hỏi anh là có một lần nào nâng cấp mất phí không? Hoàn toàn không mất phí. Cảm ơn anh. Rồi. Thế hai anh em mình vẫy tay chào anh em thợ sửa chữa xe máy trên toàn quốc cái nhờ.